Sắp tới kênh sẽ đăng thường xuyên hơn những trận đấu của các kỳ thủ trẻ hàng đầu Việt Nam như Đào Văn Trọng, Phan Trọng Tín, Ngô Xuân Gia Huy, Vũ Cường, Phan Nguyễn Công Minh. Bên cạnh đó kênh cũng đăng các trận của các kỳ thủ nữ trong top 10 của Việt Nam. Các bạn nhớ xem ủng hộ đội nhà nhé! Chứ 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 Chứ
将军。吃。